Đất Long An kính chào cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Lời nói đầu tiên cho Đất Long An gửi đến cô chú anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe, vạn sự như ý nha. Thì cảm ơn cô chú anh chị đã luôn ủng hộ em trong suốt thời gian qua nha. Hy vọng thời gian tới sẽ cùng đồng hành với cả nhà. Thì tối nay mình đi cắm câu cá lóc cả nhà. Bị tạt cơ, đáng lý ra mình cắm sớm lắm á, nhưng mà lúc trưa bỏ quên nhái ngoài nắng cái nó bị hao hụt, cho nên là mới đi bắt nhái xong rồi quay trở lại cắm nên nó hơi trễ. Đây thì mình móc nhái vô mình cắm thôi. Thì nhái thì mỗi người móc mỗi kiểu khác, mình thì mình móc ngay chỗ mí mắt xuống, còn có một số anh em thì cắm thì móc mồi móc ở trên ngay chỗ cái đùi á, với lại xương mông của cái con nhái. Đây, chỗ mình nước thì lên xuống nên mình cắm con nhái hơi chìm nha, nhái hơi lội, cá táp cũng dễ dính hơn. Gần câu mình cắm hơi nghiêng vậy nè, thì dính nó không bị ngợp, cá nó ít bị ngợp nha. Mà không vô họng rồi. Rồi giờ thì mình đi cắm thôi, mười mấy cần nãy giờ cắm hết mấy cần rồi, vừa đi bắt nhái vừa cắm. Lát nữa cỡ 8:30 mình thăm cái thì quay cho cô chú anh chị mình xem nha. Chuột. Rồi giờ tiến hành đi cắm thôi cô chú anh chị. Rồi bây giờ thì trời cũng khuya rồi, khoảng 9 giờ rồi, mình đi thăm câu thử dính không nha cả nhà. Nếu mà dính thì quay lại cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem nha. Thì mình cũng đem cái túi nhưng mà mình không có đem cái đồ đựng thôi. Gió lên luôn rồi, lạnh nè. Rồi cần đầu tiên nhái chết hay gì, còn nhái còn. Rồi nhái ngẫm của tỏi rồi bạn. Chuẩn bị tới cần thứ hai nha. Ê, hình như có lôi cái nhà ơi. Rồi. Em gì đây? À, con cá trê nha. Quýu quýu đọt. Đó, cô chú anh chị thấy chưa? Đó. Cá trê này chắc cũng bị ít bị chích điện quá cho nên nó cong có 80 chiều. Đó. Cái trê này ít bị chích điện quá cả nhà ơi. Tội luôn. Nó cong đủ bề luôn. Rồi, mình tạm ngưng mình xử cái ngạnh đó nha. Tại vì giờ mình quay phim mà mình một số cái nhường đẻ ngạnh nó sẽ bị YouTube nó xem xét á, cho nên là giờ mình tắt máy nha, tạm ngưng video nha. Rồi hết cá luôn thì cắm hết dính luôn cả nhà ơi. Nãy giờ mương này mấy cây cắm không dính luôn. Bên đây mình có cây nữa nè, nhái còn lội luôn. Cái đèn lát mình hết điện rồi cả nhà thông cảm nha, hết điện thì nó hơi tối thôi. Nhái còn lội cời, thua luôn. Để dính mình quay cho cái nhà xem nha, còn không dính thì sáng này nhổ câu thì quay tiếp. Rồi bữa nay thất bại rồi cô chú anh chị, mình đi thăm nguyên một buổi luôn, mười mấy cái câu mình dính được con một, dính con một phải nguyên dạng đâu, có cúp đuôi cúp đầu le me hết đây. Rồi tối nay thất thu, hy vọng sáng mai sẽ kiếm được năm ba con nhỡ gỡ gạt nha. Giờ mình chúc cả nhà cô chú anh chị mình ngủ ngon nha. Sáng ngày thì sẽ có thành quả mới thôi. Xin chào. Rồi, sáng nay thì mình tiến hành đi nhổ câu cắm hồi tối thôi cô chú anh chị. Thì tối qua mình thăm được có con cá trê. Để coi sáng ngày có dính không nha. Đây là cái câu nãy giờ mình nhổ nè. Nhổ một khúc này, trên cái mương cũ bữa hôm dính nhiều quá. Bữa nay không dính. Ở lần trước mình thấy dính con rồi, mình quay cho cô chú anh chị xem nè. Mình chạy lúc 5:15 nhổ nãy giờ mười mấy cần rồi, mà tối mình đi thăm xong rồi mình quắt quay lại cắm thêm này, dính được con nè. Cá này hình như ốm nhôm của chú anh chị, con cá này hình như cá đợt trước mình thả ra cái mương này nè, hay là cá này dưới bị lồng gồng rồi nhé. Nhưng mà cá này nấy mình kéo lên mình thả nó luôn nha.
cá ốm nhôm cả nhà ơi. Cá này cá giống đợt trước mình thả ra nè, đợt trước mình thả ra cái mương nữa nè, chưa có mập, thả nó lại nha. Cứng như ta. Đây, thả cho em nó về thiên nhiên nha. Cái này cái giống, cái mỏ nó khác, cái mình nó trắng khác, cái đồng khác. Bụng ít bông. Rồi, thả cái ỉn. Chưa có thành quả nào hết trơn nha. Thất thu rồi, thất thu rồi. Kệ, clip này có không có thì cũng đăng cho mọi người xem nha. Rồi, tiếp giờ nãy giờ nhổ heo ba cần nữa rồi cả nhà ơi. Đây thấy dính còn nữa nè. Cái gì? Cái rôn. Trời ơi. Mini. Mini, mini chứ đừng xảy luôn như bồ. Thành quả đầu tiên đó. Chô. Một con đầu tiên. Vậy là có mồi rồi. Hồi tối đừng con cá trê, sáng ngày đừng con này nữa. Vô luôn. Sáng ngày cái lo phát thanh hơi ồn của nhà, chú anh chị mình thông cảm nha. Xảy mục tiêu. Tiếp theo, đây được con nữa hay nha. Dòng dòng nhà mình còn cá. Cái địa này mới múc hơi sâu còn cá nè. Đó. Đúng của tỏi. Cốc nhợ luôn. Vô, mạnh. Hai con. Nhợ nó cốc rồi. Quá trời nó khóc rồi luôn, chùm luôn này mà xảy cái thấy chắc nó cá bự khủng lắm, nó làm cốc nhở hết. À, còn mấy cây nữa hết rồi cô chú ơi, còn như 4-5 cây gì nữa xong rồi. Ngoài đầu bờ này 1 cây nè, dòng xuống mấy dưới một đầu bờ mấy dưới 1 cây, qua cổng chốt 4 cây nữa, 5 cây. Trời, cá gì lo yếu xìu. Lóc cẩn hay cá rô vậy? Cá rô rồi. Kìa, yeah, cá rô. Ồ, oh. Cá rô mới đây mà mập ú ta. Đã nè cả nhà. Đớp nữa, đầu con nhái cũng dính nữa. Có không chốt? Một con cá rô, chốt đang đậu dấn mấy dưới để ở đậu lập. Cá lóc mấy dưới để xuống hỏi chốt có không nha. Hết rồi. Cha con đóng cái cống ở trong rồi, hết cá phi lên này. Cha con đóng cống mất tiêu rồi. Đây, một cân. Mới đổ hả? Rồi sáng ngày mình chưa kịp tổng kết nữa, mình đi
tổng kết số cá tối giấc tối nữa mình đi đổ vớn nha. Đó rồi mẹ ở nhà mẹ mừng rồi, mình cũng không kịp tổng kết luôn, hình như cha mình đổ vớn được thêm một con cá trê đó đó, nó với một con cá phi với một con cá lóc cửng, còn của mình là sáng ngày được hai con cá lóc cửng, một con sống một con chết với một con cá rô này đó, cá rô đó đó với một con cá trê. Cá trê kia mẹ để mẹ không mừng, mẹ thấy nó cong lưng mẹ không mừng. Rồi sáng ngày đổ vớn nãy mới vừa về tới nhà thì được như đây nè, sáng ngày hình như mẹ mình làm món canh chua, canh chua đậu bắp, thấy Út Như có me với lại đậu bắp rồi. Cha mình đang sửa cái lợp, nãy đổ vớn đổ mấy cái lợp được mấy con cá, giờ cha mình sang sửa nó bị rách lưa hết. Đây cái trê này nè, giấc tối này mẹ mình không mần nè. Mẹ thấy cong lưng mẹ kêu thả đi đó. Rồi bây giờ thì chờ chút nữa mình mẹ làm món gì thì mình quay tiếp cho cô chú chị mình xem nha. Mới cá trắng mới tép này thì hồi có ăn thì ăn, không ăn thì mình cho ăn sớm nha cả nhà. Rồi cá lúc sáng thì em gái làm được hai món ở nhà, nãy mẹ mừng, giờ em gái kho một món nè, rồi một món canh chua, rồi canh chua bầu nữa chứ đâu. Bầu như vậy đó. Cái này nãy giống nữa trái bầu quá hổng quá. Rồi bữa nay canh chua bầu với đậu bắp nữa, trái bầu hết trước. Đậu bắp này, đậu bắp mình có dựng bãi cho nè, đậu bắp này không có xịt miếng thuốc phân rồi luôn. Cắm câu đêm cũng được mớ. Ủa còn con cá chết mẹ nấu luôn hả? Hay mẹ kho đây, mẹ chắc mẹ kho. Vậy được thêm món khô nữa hả? Có lý quá ta. Sao nó không vàng? Đó, sáng ngày mình được hai món, một món canh chua, một món kho với con cá lóc mẹ bằng khô à. Ngon lành cành đào luôn. Thì canh chua cũng chín rồi, cá với ăn với muối ớt nha. Chỗ mình thì thường ăn với muối ớt chứ không ít ăn với nước mắm lắm. Cá kho dạm dạo nước canh chua ra muối ớt cho nó tan muối ớt nha. Út Như thì đang cũng chuẩn bị lại ăn cơm luôn. Chỗ mình thường ăn muối ớt nhiều hơn là ăn với nước mắm, ít ăn nước mắm, canh chua là ăn nước mắm. Rồi giờ mời cô chú anh chị và cả nhà mình cùng ăn cơm nha. Rồi giờ mời cô chú anh chị và cả nhà mình ăn cơm nha.
đến đây mình kết thúc video với nhà ơi. Gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo nha. Hai con cá lóc, một con của mình với một con của ba mình đậu dớn, đó đậu lợp đó. Còn mới cá trắng nãy trong chiếc tép nãy cho rồi, cho thím Út sắt bên này. Giờ canh cua, cá tươi trắng kho với dưa leo. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn video tiếp theo nha.